Dạ xin chào quý khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hôm nay là thứ hai ngày 24 tháng 5 2021. Dạ thì bữa giờ thì Khương Dừa có hỗ trợ cho ba vợ của Khương Dừa bán yến á, thì hôm nay thì bán là cũng được bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều, cho nên là cái cũng ăn nên làm ra. Thì để cho đẩy mạnh cái việc phát triển cái thương hiệu yến trà sữa thì hôm nay Khương Dừa có tuyển thêm một giám đốc kinh doanh. Dạ anh thì là cũng đồng hương với Khương Dừa, dạ anh em thì cũng quen biết nhau, thì cũng nhờ anh ấy là anh cũng chuyên buôn bán. Dạ anh thì trước đây anh chuyên ngành nghề buôn bán hải sản. Dạ anh Phong, anh Kinh Phong. Dạ cảm ơn anh Kinh Phong hoặc cáo nha. Dạ đây chào, đây ông ngoại. Dạ đây trà sữa. Dạ nói chứ tối rồi mà Khương Dừa vẫn phải tăng ca. Hồi đó Khương Dừa đi làm công nhân là Khương Dừa có tăng ca, mà giờ đi làm đạo diễn, đi làm không có giám đốc sản xuất vẫn phải tăng ca, giờ phụ ông ngoại bỏ yến vô giám đốc phụ giám đốc. Rồi để không phải mình giỏi ra đây nè, không có mày đưa rồi mai hộp, mai ra chợ bán nha, đưa hộp yến á, ở hộp đường, hộp đường giờ hộp dạ nói chứ là thường ngày á, nhà ông ngoại ba làm yến á thì có trà sữa phụ, có bà ngoại phụ, có mấy đứa em phụ, có giấy vợ giấy đỏ phụ nữa. Trong vợ của ông Phong, vợ của ông Phong là cưng là Kinh Phong, còn vợ là Kinh Nguyệt phải không? Đúng. Dạ có vợ phụ. Vậy tại vì ban ngày hai vợ chồng đi bán cá, bán tôm. Rồi buổi tối về thì phụ bán yến, phụ làm yến luôn. Kiếm thêm thu nhập cũng kiếm tiền chợ, kiếm tiền mua vàng rồi ha. Đây giờ phụ không mà thấy súng thằng nóng này nè, cái ngón sen mày làm tập trung nha, vợ mày làm giờ giỏi lắm đó. Rồi hai sửa sửa chào quý khán giả chưa, chọn bà cô chú anh chị con rồi ngồi làm với ngoại rồi đó. Rồi hôn nha chưa, rồi để xuống giờ là đây. Đang bỏ yến vô đây, đây là hộp yến 50 gram. Dạ hộp yến 50 gram là có giá là 2,1 triệu. Dạ à, ông bà cô chú anh chị mình mua yến thì gọi được, theo số 090 997 5533 nha. Dạ hộp 50 gram thì mình giỏi hộp 50 gram thì mình sẽ được tặng thêm một cái một hộp sen với lại hộp đường phèn đến giờ mình nấu chè. Rồi, dạ không còn hộp này là hộp 100 gram thì mình cũng gọi theo số điện thoại 090 997 5533. Dạ rồi ở đây mình cũng được tặng một hộp sen với một hộp đường. Dạ nếu mà mua 200 gram thì mình sẽ được tặng một cái hộp trà là bên này có hộp trà. Đúng rồi, lấy hộp trà giám đốc, có hộp trà đó giám đốc, đây nó có hộp trà nào, đây nó có hộp trà nào đâu. Dạ tối rồi Thiên Dừa ơi, vợ nó cười rụng răng luôn kìa, vợ mỉm cười hết trời rồi, vợ nó cười mỉm bắt kìa, không nó lần đầu tiên tháng này tôi thấy em mà không hết lấy cái đầu gì tùm lum vậy, lấy hộp trà không lấy lum gì. Kinh Nguyệt, vị Kinh Nguyệt với lại chú Kinh Phong. Dạ đâu có đâu. Dạ bà con cô bác thân mến, tối này thì cô vừa hay qua đây phụ ngoại lắm. Dạ nhưng mà đáng lẽ ra là không có quay clip. Dạ dạ đáng lẽ không có quay clip phụ với ngoại thôi, nhưng mà do Khương Dừa mới về, ông ngoại có nói hồi chiều á có hai khách hàng đã từng mua yến của trà sữa xong gọi cho vô hotline. Dạ gọi vô hotline 090 997 5533 báo là có một cái số lạ, họ gọi cho họ gọi cho khách hàng mua yến á, báo là khuyến mãi, trúng khuyến mãi gì không ngoại, trúng khuyến mãi dầu thơm hả? Dầu thơm. Dạ. Họ mỹ phẩm. Dạ họ mỹ phẩm, họ nói là bây giờ yến của trà sữa đã mở ở chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Dạ nhưng mà cũng chia sẻ bà con cô bác là yến của trà sữa chỉ ông ngoại bán văn nghệ, bán lai rai thôi, bán ở tại nhà đây là ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ không có bán ở, không có chi nhánh nào hết trơn, không có số điện thoại nào hết trơn, chỉ có một số điện thoại duy nhất đây thôi. Dạ. Dạ nên bà con cô bác lưu ý nha. Dạ cũng 090 997 5533, nên bà con cô bác lưu ý giúp Khương Dừa là không có số điện thoại nào bán hết, cho nên những cái số điện thoại nào gọi lạ thì bà con cô bác đừng có nghe theo, đừng có nhận hàng hoặc đừng nhận khuyến mãi. Dạ trong mỗi cái phần yến là Khương Dừa bán khuyến mãi, là Khương Dừa đã khuyến mãi theo cái hũ này rồi. Dạ với sen với đường rồi. Dạ rồi, tính toán trong đó hết rồi, với lại mình reship, mình tiền giao hàng á. Dạ mình miễn phí tiền giao hàng, cho nên là phần nào thì mình đã khuyến mãi theo phần đó rồi, không có
không có cái trừ những cái trường hợp mà có những khách hàng họ mua nhiều á, họ mua nhiều rồi rồi Khương Dừa sẽ giảm giá trực tiếp ở trên cái số lượng hàng đó luôn. Dạ. Cho nên bà con cô bác lưu ý giúp Khương Dừa nha. Ở giờ phụ ngoại đi. Vô đi thôi giám đốc. Vô đi. Chứ lại nhắc với cô bác là chỉ có một cái chỗ bán này thôi chứ không có dạ. chi nhánh nào nữa hết. Dạ đừng, thì đừng có nghe cũng lời. Chia sẻ bà con cô bác gì tiểu sử của giám đốc kinh doanh bị Kinh Phong. Dạ thì ngày xưa thì anh là cũng sinh ra trong một cái vùng quê nghèo khó. Dạ ở vùng đất nước mặn đất phèn ở thành phố Ba Tri Bến Tre. Dạ thì với cái sự vươn lên khó khăn thì sau khi anh học ba mẹ cho anh học thì anh quyết tâm không có học. Dạ cho nên anh nghỉ ngang nửa chừng rồi anh đi cưới vợ rồi sau lên Sài Gòn anh lập nghiệp thì cái công việc của anh đó là bán buôn bán hải sản ở những cái ngôi chợ chòm hổm. Dạ nhưng mà sau một thời gian thì anh cũng ban ngày thì anh đi buôn bán, ban đêm thì anh cũng đi đánh bài. Dạ đánh bài rồi đánh bia đồ rồi anh cũng cố gắng tu nghiệp. Rồi bây giờ là sau một thời gian ngắn thì anh đã với kinh nghiệm làm việc lâu năm của mình thì anh đã ứng tuyển vào vị trí là giám đốc kinh doanh của thương hiệu Yến Trà Sữa. Dạ với mức lương là 5.000 đô một tháng. Dạ về công việc chính của anh là thằng bây giờ là phụ trách là phát triển nhãn hàng. Đủ chưa? Đủ rồi. Là hàng ngày là anh sẽ phụ là bỏ yến vô giỏ rồi ngày mai anh bán cá thì để yến kế bên bán kèm. Dạ thì đó thì phải nói là đây là một tấm gương nỗ lực vô cùng vươn lên vượt khó. Dạ là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người vươn lên. Ha anh bị Kinh Phong. Dạ anh là anh người gốc anh là gốc người Hoa hả anh? Dạ họ là họ bị. Dạ hả? Dạ con dạ, tên là Kinh Phong. Ôi, vợ là Kinh Nguyệt luôn. Vợ thì cũng hồi đó cũng là bàn con xa cũng là họ là bị Kinh Nguyệt. Rồi bỏ tiếp đi. Làm đi. Lấy đó. Nè con nè con là lấy này nè để chú Phong để làm chú con. Phong làm con mở ra hôm kỳ mới bán yến thì là yến là bị người ta giả cái số hotline người ta gọi tới cho có những khách hàng á những khách hàng họ nhắn vô cái bình luận vô cái clip của Khương Dừa hoặc bình luận vô những cái bài đăng của Khương Dừa xong cái có những cái người họ xấu á họ vô họ lấy cái thông tin những cái bình luận đó xong rồi họ liên lạc rồi cuối cùng là đợt đó Khương Dừa quay là họ gạt lên tới cũng khoảng 50 triệu á thì đợt đó Khương Dừa sau đợt đó Khương Dừa có quay clip thì cho tới bây giờ thì không có xảy ra tình trạng đó nữa nhưng mà hiện tại là lại xảy ra một cái thủ đoạn mới cái chiêu trò mới là gọi điện tới đó có là cụ thể là hai khách hàng ở Hà Nội gọi điện tới là nói là Yến Trà Sữa đã có chi nhánh ở ngoài Hà Nội rồi dạ có tặng theo kèm theo nước hoa rồi mỹ phẩm mà nghe nói là có chương trình khuyến mãi gì đó dạ khuyến mãi là Khương Dừa khuyến mãi là coi như là mình lại bán cho ngoại bán trực tiếp dạ có khuyến mãi hay là giảm giá gì giảm giá trực tiếp luôn dạ nên những ông bà con chú anh chị mà mua yến của Trà Sữa mà mua nhiều á là ông ngoại nhà ông ngoại cân đo đong đếm thí dụ thấy mình lời được một xíu vậy được rồi xong giảm giá trực tiếp diện giảm mấy trăm ngàn gì đó hoặc là mua nhiều thì giảm 1 triệu bạc gì đó tùy theo có nhiều khách hàng họ không có lấy cái này nè dạ không lấy họ hoặc là không lấy đường dạ thì mình giảm ước mơ của giám đốc Phong sau này là làm ăn thành công về quê là xây dựng được những cái ngôi trường học dành cho những đứa bé để không có điều kiện học hành giống như là giám đốc Phong sau này học hành nè sữa phụ ông ngoại nha yến gì sữa yến Trà Sữa hả dạ. con giới thiệu yến đi rồi con giới thiệu cho dạ, là yến Trà Sữa. Rồi giới thiệu cho ông bà đồ mua yến ủng hộ con giới thiệu nhớ mua yến dùng con nha đây là yến
nấu ăn. Người vỗ tay nấu ăn. 100 gram là giá là 4 triệu. 4 triệu. 100 gram giá 4 triệu. 100 gram là 4 triệu. Dạ, còn 50 gram là giá 2 triệu 1. 100 gram là giá 2 triệu 1. 100 gram là 2 triệu 1. Đặc biệt là được miễn phí giao hàng. Đúng. 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 Là miễn phí giao hàng. Và đặc biệt là trà sữa sẽ giao hàng đúng không? Dạ đây, bà con cô bác nào mà ở gần xã Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà đặt hàng có yêu cầu trà sữa giao hàng thì nhớ báo lại cho nè, bỏ đường vô biết để Khương Dừa sắp xếp, Khương Dừa với trà sữa đi giao. Đúng không sữa? Sữa đi giao hàng không? Dạ, không. Sao vậy? Đi giao hàng với cha chứ. Giỏi không? Mai mày lấy áo vest của anh nè, đi mặc mày bắn tôm đó, có thiệt mày. Người ta bu là người ta chụp hình á, là chiều dài là tôm với cá ế còn nguyên. Tên tới chụp hình nhưng mà được không thắc? Được thiệt chứ bộ. Được ngồi chụp hình ngồi đẹp chứ bộ. Sao áo vest vừa rồi rồi ông ngoại bỏ rồi, bỏ đường với lại sen rồi nhớ rồi đó. Dẫn chương trình là được trí khôn của ta đây á, mặc áo vest không nhảy nhảy ao đâu làm được sọt mà mặc áo vest đâu thổi nè, không có nhảy cưng mà. Ngày mai là bữa mấy bữa giờ bán hơi chậm, ngày mai là chỉ tiêu là bán ngày một ngày nè, tôm với cá là ngày bán bao nhiêu ký? 80. Vậy là Yến ngày bán 50 ký rồi. Bán 50 ký rồi, bán 50 ký nha. Sao cá là bán được 50 ký mà Yến bán không được 50 ký hả? Được không? Hưởng lương 5.000 đô mà tháng mà hưởng theo chiết khấu nữa. Một ký yến là một ký yến là bán 40 triệu là em lời là 30, cho em 30 triệu vậy không? Thế à con. Được không? Được. Mau giàu lắm. Con bỏ một bên thôi con được à, bỏ ở nhà thôi. Ở nhà vòng vòng sớm có mấy có những người hàng xóm với Phong cũng dễ thương. Sẵn tiền con phép hả? Được con. Cái ấy trà sữa giới thiệu yến lại coi. Trà sữa kêu đọc số điện thoại nè cho quý khán giả. Thôi được rồi. Thôi được. Dạ. Nó cô bác mua giùm mà trà sữa. Mua cho ngoại. Cô bé mua giùm trà sữa nha. Đọc số điện thoại coi. 09 09 0 0 997 997 99 rồi. 55 55 33 con xin đọc số lại hotline là 090 997 5533 5533 đúng rồi giỏi. Đọc lại lần nữa đây nhớ chưa? 090 997 5533. Dạ chỉ có một số duy nhất thôi, và một số duy nhất là nghe và gọi lại cho quý khách hàng thôi chứ không có một số thứ hai. Hả? Mình khi mà có một manh mua, có một cái thủ đoạn nào mới là mình phải chia sẻ liền để cho bà con cô bác biết, để nhiều khi mình sợ mình bị lừa. Dạ lừa là sợ bà con cô bác mất tiền là một đã đành, thì sợ là ảnh hưởng tới trà sữa với ông ngoại nữa, tội nghiệp. Rồi bỏ vô. Rồi thương không? Bỏ vô. Thương không? Hai ông cháu bán rồi, hai ông cháu hợp tác là ăn cũng ngon quá ha. Mày thấy không? Sao, mày thấy không? Đây là mấy tấm gương lập nghiệp nè. Đó, làm từ nhỏ. Học sen. Học sen. Nè, sữa giới thiệu rồi. Sữa. Sữa. Rồi, được rồi. Giới thiệu về cái chia sẻ cái cơ duyên con đến với cái công việc bán yến này. Cái cơ duyên con đến công việc bán yến á. Tại sao con bán yến vậy? Hả? Con bán yến để mẹ ăn yến. Cho nó khỏe, mau đi lớn nè. Vậy hả? Rồi mà hiện tại thì con bán một ngày được bao nhiêu ký? Yến này một ngày bán được bao nhiêu ký? Được mấy ký? 521 ký hả? Dạ. Giỏi quá. Doanh thu tháng được bao nhiêu tỷ? Hả? Mấy tỷ? Hả? Ngoại phụ không ơi? Ngoại đâu vậy? Phụ gì nữa con? Ông ngoại xuống uống miếng nước rồi, ông ngoại nghe con nói chuyện, ông ngoại khô cổ à. Con có chùm nổ. Con một tháng con du thu được bao nhiêu tỷ? Sữa.
Ba hỏi là anh tháng vô được bao nhiêu tỷ kìa? Mấy tỷ? Đừng ai tài, bao nhiêu tỷ? Mấy tỷ? Rồi. Yến nhà sữa tháng bán được mấy tỷ? Hả? Yến đâu có Yến tài. Đang nằm chơi bệnh rồi đang uống sữa. Xong rồi nghe nó ngoại làm Yến. Ừ. Lọ mọ qua phụ ngoại thấy thương không? Nhớ chứ bán Yến gì nè cũng có tiền cho ngoại đi chợ. Đi chợ búa đồ, đi đám tiệc đồ, còn trà sữa với đứa nhỏ đồ cũng có tiền đi học. Lai lai. Mà nhà quan trọng là có công ăn chuyện làm. Còn riêng giám đốc kinh doanh này tháng 5.000 đô. Dạ làm bán nhiêu lời là trả cho nó hết. Mẹ tới thì bỏ cái hũ này qua hũ kia vậy. Rồi, bỏ trong không nha, không nổi. Được không vậy? Không. Không có ai phát hiện ra thằng Phong hết trơn ha. Tính ra thằng Phong luôn. Chú Phong có cũng mảnh bao ha, chú Phong mảnh bao. Chú Phong mảnh bao ha. Khương vừa nhớ ngày xưa Khương vừa đi làm xí nghiệp á. Dạ hay làm tăng ca, ví dụ như là mình đi tăng ca, ví dụ 8 ca 8 tiếng thì mình tăng ca thêm 4 tiếng nữa thành 12 tiếng. Hoặc là mình đi hành chánh, ví dụ 4 giờ về cái mình tăng ca tới 6 giờ hoặc tới 8 giờ về. Nè. Rồi đó là làm một có ngày Khương vừa làm 12 tiếng, có ngày Khương vừa làm 16 tiếng luôn. Làm về chỉ có thời gian chỉ ăn rồi ngủ rồi đi làm tiếp không, chỉ biết nè, lấy hôm này cái nhà trọ với lại cái xưởng cái công ty thôi. Giờ thì đi làm gì về phụ ông ngoại. Dạ, chứ mình còn sức khỏe, còn trẻ thì mình gán mình làm, mình phụ cho ông ngoại bán buôn gì cũng vui, gặp khách hàng cũng vui, gặp bà con cô bác thương mến mình cũng vui. Sao anh Phong? Anh Phong chia sẻ một xíu về cái công việc mới, cái vị trí mới của anh Phong đây. Vậy nhiều khi lên clip là nhiều khi ở quê là nhiều khi tại vì anh Phong cũng rất là thành đạt, nhưng mà anh Phong thì không có tiện chia sẻ. Dạ. Cũng rất là khiêm tốn và cho nên là hiện tại thì con. Với cái thu nhập một tháng là 5.000 đô nhưng mà hiện tại ở nhà ba mẹ của anh thì không có biết. Dạ. Sau chia sẻ xíu thì cái bí quyết thành công. Lấy cái này nè. Hả? Ý nhỏ nè. Chia sẻ một xíu bí quyết về thành công của mình đi. Hả? Dạ rồi. Anh Phong thì nói chung là người của công việc. Anh ấy thì chỉ làm thôi. Dạ và ít khi chia sẻ bí quyết kinh nghiệm lắm. Nên bà con cô bác cũng thông cảm ha. Xong chưa? Rồi xong rồi. Dạ nhiều một rồi. Tối rất là vui. Thương vừa thấy là bây giờ dịch đồ cũng căng thẳng quá. Dạ cho nên không có đi đâu hết trơn. Ở nhà phụ được gì phụ. Dạ quay clip vui chia sẻ cùng bà con cô bác. Dạ được rồi con. Sữa mang sữa đi giao không? Mai sữa đi giao Yến nha. Mai đi với cha. Dạ hai cha con mình đi giao Yến nha. Nè hỏi có quý có ông bà chưa? Ai đi giao Yến. Nè đi giao Yến với mẹ. Để mẹ nó bắt cứ mẹ. Mẹ bắt gì? Hồi nãy mẹ coi tivi mẹ. Con ấy mẹ. Phải đi giao Yến à? Giỏi quá vậy. Đi xuống Yến, rồi xong nha. Rồi sáng đi giao không, sáng đi giao Yến không làm luôn ngoại nha. Rồi thôi dạ chuẩn bị xong rồi còn nhiêu đây. Dạ chuẩn bị có mấy hộp thôi nhưng mà ông ngoại đang tưởng tượng là sau khi mà chia sẻ cái clip này lên thì chắc sẽ có nhiều bà chú gì đặt mua Yến nên ông ngoại chuẩn bị sẵn. Dạ chuẩn bị Yến mà làm như là bán Yến mà làm như là bán gì ta, bán đường á. Quá trời. Dạ làm như ông bánh nè. Dạ thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn lại. Nếu mà quý khách hàng á mà mua Yến dạ có cái vấn đề gì mà gọi điện mà nói cái này kia hay gì á mà không phải cái số hotline này thì nhờ quý khách hàng báo lại giúp Hương Dừa để Hương Dừa thông tin cho tất cả mọi người cùng nắm. Dạ chứ thôi để thôi là sẽ bị những cái thủ đoạn lừa gạt của họ. Dạ cảm ơn rất nhiều, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.